Khui kiện hàng bơm nha mọi người. Bữa nay bị khách bơm me nha mọi người ơi. Quá là buồn luôn. Mọi người thấy không? Em đóng gói cho mọi người á là rất là kỹ luôn mọi người. Nói chung là em quấn băng keo rất là nhiều luôn. Nhưng mà khi mà đến tay giao hàng thì nó gì nè mọi người. Nếu mà lỡ có mớp thùng mọi người thông cảm giúp em nha. Em quấn rất là kỹ rồi mà tại vì lý do là chuyển mọi người cho nên là thùng nó sẽ bị mớp kém nha. Bây giờ khui bên trong nè mọi người. Đây, cái này là 2kg nha mọi người. Em chưa có thùng 2kg nên là em đóng là 2 cục. Em kết lại nhau nha. Của mình là lúc đi là còn nguyên hẹn nha, còn về là hàng bơm về là nó sẽ như thế này nha mọi người, nó không còn cái gì luôn, nói chung là nó mất mát luôn cho mọi người. Mà đặc biệt đó là me của em gửi cho Tâm luôn, đây me em gửi cho Tâm rồi là không bao giờ bị bể nha mọi người ơi. Đây me em gói chống sốc từ từ kỹ luôn, đây em khui ra một bịch cho mọi người xem, em thấy là me còn nguyên hẹn nha mọi người, nó không có bị bể luôn á mọi người, cho nên là cả nhà của mình yên tâm ha, khi mà có mua me bên em nha mọi người. Đó, quá là buồn luôn mọi người, một túi me em gửi cho mọi người là túi 500g nè. Mà hiện tại bây giờ là nó bị bơm về mọi người, me không bị bể luôn. Em bắn chống sốc là 2-3 lớp luôn á mọi người. Đây. Còn đây 2 cục mọi người, đây là 2kg nha mọi người. 2kg me của em. 2kg me. Rồi xong 2kg này mình để ăn luôn nha mọi người. Chứ bây giờ là hết gỡ cho mọi người được rồi.